Alo. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý, nghe bây giờ chương trình buổi lễ tân hôn của chú rể Nguyễn Công Danh sẵn nhiên cùng cô dâu Lena xin được phép bắt đầu. Quân viên hai họ cùng toàn thể tất cả quý vị khách quý, chúng ta đang có mặt tại buổi tiệc tân hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Nguyễn Công Danh sẵn nhiên cùng cô dâu Lê La trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép MC Nguyễn Ngang thay mặt cho gia đình họ nhà trai cùng với tất cả những người thực hiện chương trình, dịch vụ nấu ăn Anh Tý, âm thanh ánh sáng Nguyễn Lương xin gửi tới tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mọi con người, là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mọi chúng ta. Bởi vì khi chúng ta sinh ra, ai cũng có một nửa yêu thương của mình và một nửa còn lại sợ đâu đó trên hành tinh này. Khi đủ duyên thì hai nửa yêu thương sẽ gặp nhau, và khi đủ yêu thương thì hai nửa sẽ hòa làm một. Và đối với chú rể Công Danh và cô dâu Lena cũng như thế, họ gặp nhau từ tình bạn đến tình yêu, và tình yêu ấy ngày một lớn dần, và cho đến một ngày thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau trên cuộc đời này. Và ngày hôm nay gia đình có tổ chức buổi lễ tân hôn để xây duyên cho chú rể Công Danh và cô dâu Lena. Có mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng về đây để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu, cùng dành một tràng pháo tay thật to, thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi uyên ương hạnh phúc nhất, đẹp nhất, rạng rỡ nhất của chúng ta ngày hôm nay. Chú rể Công Danh và cô dâu Lena. Quý vị khách quý, dẫn vợ dạy chồng cho con cái không chỉ là trách nhiệm, không chỉ là bổn phận, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Và trong ngày vui, ngày trọng đại ngày hôm nay sẽ thật sự ý nghĩa và thiêng liêng hơn nữa khi có sự dìu dắt và chứng kiến của các đấng sinh thành và dưỡng dục. Và ngay bây giờ xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Công và bà Huỳnh Thị Lung, là song thân của chú rể Công Danh, vinh dự là chủ hôn họ nhà trai, tiến về sân khấu. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón chủ hôn họ nhà trai. Về phía họ nhà gái, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lê Quốc Vũ và bà Nguyễn Thị Quyên, là song thân của cô dâu Lê Nga, vinh dự là chủ hôn họ nhà gái, tiến về sân khấu. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật to đi cùng chào đón chủ hôn họ nhà gái. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý, hiện diện trên sân lễ của chúng ta ngay bây giờ, nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền.
hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 1 tháng 9 năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt, và gia đình có tổ chức buổi lễ tân hôn cho chú rể công dân sinh viên cục cô dâu Lê Nga. Với sự có mặt rất đông đủ của tất cả quý vị là niềm vui, là niềm vinh dự rất lớn đối với gia đình. Và để tri ân cho những tình cảm yêu thương ấy, thì ngay bây giờ chú hôn hai họ cùng với cô dâu và chú rể sẽ được phép nghiêng mình gửi đến tất cả quý vị một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Dạ vâng, và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời phát biểu chân tình đến từ chủ hôn họ nhà trai. Dạ, xin mời ông ạ. Alo, kính thưa hai họ, nhà trai và nhà gái, kính thưa cô chú anh chị có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Hôm nay là ngày vui trọng đại của hai đứa con Công Danh và Lê Na. Hai đứa đã yêu nhau và đã thương nhau tiến đến hôn nhân ngày hôm nay, tại vì tình thương của hai đứa, cha mẹ đôi bên có quyền tác hợp cho hai con được thành chồng vợ. Vì chỗ đó cho nên mới có mặt cô bác anh chị đến đây, cũng mong anh chị cô bác chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Sau đó cũng có gì hơn, chúc cho cô bác ngôn miệng vui bình con cháu. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình đến từ chủ hôn họ nhà trai. Và ngay bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiếp tục buổi lễ với nghi thức rót rượu champagne. Xin mời cô dâu và chú rể.
rót xong chai rượu thứ hai thì xin mời chú rể công danh và cô dâu Lena, chúng ta sẽ dâng những ly rượu kính cho chủ hôn hai họ để đáp lại tất cả những gì tuyệt vời nhất mà chủ hôn hai họ đã dành cho chúng ta để chúng ta có được ngày vui, ngày trọng đại như hôm nay. Và chú rể chúng ta sẽ dâng rượu cho chủ hôn họ nhà trai. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ dâng rượu cho chủ hôn họ nhà trai. Chúc mừng họ nhà trai từ nay đã có được nàng dâu hiền. Qua con lớn. Và tiếp tục xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ hôn đồng cho một hôn nhỏ về đáy. Cho con say giấc ngủ là lời cha từng ngày ấm bên. Chúc mừng sao cho từ đây đã có được gia đình hạnh phúc. Xin mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta những ai có những phần quà muốn mến tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui, ngày trọng đại ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiến lên phần sân khấu và cùng nhau trao những món quà thật yêu ấy cho cô dâu và chú rể. Dạ, món quà đầu tiên là món quà của cô Tư sẽ dành tặng cho chú rể công danh và cô dâu Lena. Của dì Út, dì Út cũng có một phần quà thân thương mến tặng cho cô dâu và chú rể, chúc cho hai cháu của mình trăm năm hạnh phúc. Cô dâu và chú rể chúc cho hai cháu của mình sẽ thật nhiều thành công, thật nhiều hạnh phúc và may mắn. Tiếp theo là phần quà đến từ em ba của chú rể. Thank you.
tiếp tục xin mời tiếng hát của tiếp tục xin mời món quà của em gái em họ của chú rể. Và tiếp tục là một phần quà của một người em gái thân thương muốn tặng đến con dâu và chú rể. Và đây là phần quà của người em gái thân thương muốn tặng đến chú rể công danh và cô dâu Lena. Chúc cho cô dâu và chú rể nhất trong năm hạnh phúc. Những phần quà rất là tuyệt vời đến từ tất cả quý vị chúng ta đã dành cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ thì xin mời chủ hôn hai họ, chúng ta sẽ cùng tiến về bàn tiệc để cùng tiếp đón tiếp đại tất cả quý vị khách quý của mình. Và xin trân trọng kính mời. Và để tiếp tục buổi lễ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến về những chiếc bánh kem xinh đẹp và cùng nhau thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu. Công danh đã quen cô dâu Lena và yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi ạ? Nói chung là cũng đã lâu, còn thời gian cụ thể thì xin nghe bí mật. Cô dâu và chú rể có rất là nhiều điều bí mật, nhưng mà không biết là trong thời gian yêu nhau đó thì chú rể đã dành cho cô dâu Lena nụ hôn ngọt ngào nào chưa? Tất nhiên là rồi. Rồi, chú rể rất là thật tình. Nhưng mà những điều hôn đó thì ở trong bóng tối chỉ có hai người nhìn thấy thôi. Nhưng mà ngày vui, ngày trọng đại hôm nay, tất cả quý vị khách quý chúng ta muốn chú rể bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho người vợ của mình bằng một nụ hôn ngọt ngào trước mặt tất cả quý vị. Chú rể có đồng ý không ạ? Chú rể đang rất là khoái khoái.
Dạ, và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ xoay người vào nhau nhé. Và xin mời chú rể để tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu. Để tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu đi chú rể ơi. Hai tay luôn đi chú rể. Coi cái gì kỹ dữ vậy chú rể, từ từ. Chỗ đó mềm chưa chú rể ơi? Và xin mời cô dâu chúng ta sẽ để tay lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Cứng chưa? Chắc chưa cô dâu ơi? Đúng rồi. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đếm chung với MC 3 tiếng đếm để chú rể dành cho cô dâu một nụ hôn ngọt ngào nhé. Tất cả chuẩn bị, cô dâu chú rể chuẩn bị. 1 2 3 hôn. Quá tuyệt vời, và vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị cùng với cô dâu và chú rể rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về bàn tiệc để cùng tiếp đón tiếp đại những vị khách quý của mình. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 1 tháng 9 năm Quý Mão, gia đình có tổ chức buổi lễ tân hôn, sẽ riêng cho chú rể công dân sánh viên cùng cô dâu Lê Na. Và ngày hôm nay, cho phép Nguyễn An thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị vì đã không quản ngại đường xá xa xôi, dành chút thời gian và ngọc của mình ngày hôm nay để cùng đến đây chung vui với gia đình. Và trong lúc tiếp đón và tiếp đại, nếu như có điều gì sơ suất, kính mong tất cả quý vị hãy vì tình thương mến thương dành cho gia đình cũng như dành cho chú rể công danh và cô dâu Lena mà nhiệt tình bỏ qua cho. Và cho phép Nguyễn An xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một buổi tiệc thật ngon miệng, thật vui vẻ và hạnh phúc. Mến chúc cho chú rể công danh và cô dâu Lena trong năm tình viên mãn và đầu nghĩa phu thê. Và ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta đang cùng thưởng thức những món ẩm thực tinh túy đến từ dịch vụ nấu ăn Anh Tý đã kỳ công chuẩn bị phục vụ đến tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay anh âm thanh ánh sáng Nguyễn Hương rất là vinh dự khi được gia đình mời về đây để thực hiện chương trình văn nghệ góp vui lời ca tiếng hát đến cho tất cả quý vị. Vậy nên Nguyễn An mời tất cả quý vị nào chúng ta có niềm đam mê với âm nhạc, có những ca khúc yêu thích thì hãy đăng ký cho mình một bài hát để rất vui với chương trình. Và ngay bây giờ sẽ không để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chương trình văn nghệ hát mừng cho chú rể công danh sánh viên cùng cô dâu Lena do âm thanh ánh sáng Nguyễn Lương thực hiện trong buổi trưa ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Dạ vâng, và để mở đầu cho chương trình văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép Nguyễn An mến tặng đến tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Khúc Nhạc Vui. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ. Dạ vâng, và trước tiên để đến với ca khúc này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nâng cao ly của mình lên, rót thật đầy thật tràn, 1, 2, 3 vô để chúc mừng cho cô dâu và chú rể nha. Ly đâu quý vị ơi, rót thật đầy nha, 1, 2, 3 vô. Quá tuyệt vời, xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Nhạc vui buồn vui như chưa dồn ra, hãy cất bước đến với nhau gần đây. Nước mắt sẽ khiến trái tim em ướt sầu, tiếng khóc sẽ cho cuộc về chẳng vui. Bỏ đâu bỏ chi người ơi người nhớ, hãy đặt bao hoa với nhau gần đây. Nụ hôn chưa còn thôi, sẽ rời lắng theo nhớ, bàn tay buồn rời mong. Con đường vững mạnh đường đời, anh muốn nơi bao nhiêu.
ơn, xin cảm ơn các đồng vị đã lắng nghe ca khúc vừa rồi. Và để liên tục chương trình văn nghệ thì em xin mời tiếng hát của anh Hai. Dạ vâng, em xin mời tiếng hát của anh Hai tiến về sân khấu ạ. Hello.